13 mẫu thiết kế áo dài trong bộ sưu tập mang tên Thọ được trình diễn tại sự kiện Hương sắc Cố đô nhân kỷ niệm Ngày Di sản Việt Nam. Đây cũng là bộ sưu tập áo dài lớn nhất của nhà thiết kế Trịnh Bích Thủy. Lấy ý tưởng từ chất lượng cuộc sống, nhà thiết kế Bích Thủy đã kết hợp những đường nét, hoa văn được dùng trong các cổ vật cung đình xưa với những gam màu đậm sắc hiện đại, tạo nên một bộ sưu tập đầy ấn tượng. Nghĩ về Thọ cũng chỉ nghĩ là nó về là một cái cuộc sống được lâu dài. Nhưng thực ra là đối với Thọ ở đây thì tôi muốn mang đến cho mọi người một cái ý niệm sâu sắc hơn. Đó là Thọ là tức là mình cái chất lượng của cuộc sống. Bên cạnh áo dài, nhà thiết kế gốc Hà Thành này còn được mệnh danh là người viết tiếp câu chuyện cho áo bông trần. Trong đó, phải kể đến bộ sưu tập áo bông trần Tết cổ truyền lấy hoa sen là họa tiết chủ đạo cùng những chiếc khăn khuy bằng thổ cẩm. Bên Trịnh thiết kế thì cũng đã phải học hỏi, tìm hiểu và thiết kế lại những cách trần bông mới cho phù hợp với thời đại, tạo được những cái nét thiết kế nào đặc sắc và phải giữ lại những cái phần truyền thống nào. Thì theo từng năm tháng thì đều phải cân nhắc nhất rất là kỹ. Với sự độc đáo trong từng mẫu thiết kế, nhiều bộ sưu tập áo dài hay áo trần bông của nhà thiết kế Bích Thủy liên tục được xuất hiện trên tạp chí Heritage Fashion cũng như nhận được sự đón nhận của công chúng. Mình rất là yêu cái nét truyền thống của văn hóa Việt Nam ấy, và mình biết cô Thủy mình cũng hâm mộ cô từ rất lâu rồi, tại vì là cô có một cái nét kiểu như là có kết hợp những cái văn hóa truyền thống ấy Việt Nam và rất là hay. Văn hóa là ngôn ngữ tinh tế để tạo nên phong cách thời trang. Đó chính là tâm niệm của nhà thiết kế Bích Thủy trong hơn 20 năm theo đuổi ngành thiết kế thời trang.